giám đốc công ty lên phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi xin thay mặt công ty mỹ phẩm Diva Ocean và nhà phân phối Thắng Lợi gửi đến quý vị lời chào trân trọng và thân mật nhất ạ. Và chúng ta chương trình xin trân trọng kính mời cùng bước về sân khấu anh Thắng, đại diện mỹ phẩm Thắng Lợi lên phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Thay mặt nhà phân phối tỉnh Vĩnh Phúc, tôi có lời chúc sức khỏe tất đến anh chị em trong salon đã bớt chút thời gian tới dự buổi lễ ngày hôm nay. Và quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho nhà phân phối và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm Đê Tiva và Lưu Sư nhà thành lập chính của chúng ta. Xin chân trọng công bố, Tân Dũng.